giới trẻ. Vâng ạ, chúng tôi xin được mời câu hỏi tiếp theo của các bạn trong ngày hôm nay ạ. Bạn nào sẽ giơ tay tiếp ạ? Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy cánh tay của các bạn rồi ạ. Vâng. Cha sẵn sàng nhé. Bây giờ là sẵn sàng, cha sẵn sàng. Có nhiều lắm ạ. Vâng. Ưu tiên 5, 6, thoải. Vâng, đây rồi ạ. Anh ấy giơ tay sớm nhất. Vâng. Chúng ta sẽ có khoảng độ 30 phút để tất cả những câu hỏi sẽ được show ra. Rồi xin được mời bạn. Con chào cha. Xin chào tất cả các bạn giới trẻ. Cảm ơn cha đã chia sẻ một cái chủ đề hôm nay con thấy rất là hay, đó là chủ đề liên quan về đức tin và thách đố của đức tin ạ. Thì con muốn hỏi luôn một câu hỏi cũng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay để cha có thể áp dụng và chia sẻ cho nó sâu sắc để mọi con có thể nhớ hơn ạ. Thưa cha, là ở đây có khoảng 4.000 bạn trẻ theo lời dẫn của chương trình của MC, và con biết là 4.000 bạn trẻ chắc chắn là sẽ có ít nhất 4.000 cái chiếc điện thoại. Và 4.000 chiếc điện thoại này thì phần lớn là smartphone, mà smartphone bây giờ thì toàn là 3G cả 4G. Và 3G, 4G thì con có để ý trong chương trình lúc cha chia sẻ rất nhiều bạn cầm điện thoại. Và điện thoại thì bây giờ là đều cài Facebook. Và Facebook chỉ là một phần của mạng xã hội. Vậy con muốn cha chia sẻ cụ thể hơn là nếu mà chúng con dùng Facebook hoặc dùng Zalo hoặc một cái gì đó liên quan đến social network thì đó có phải là thách đố với chúng con về ảnh hưởng đến đức tin, hay đó là cơ hội để chúng con cải thiện đức tin? Và nếu mà có thách đố và có đức tin thì cha hãy cho chúng con cái nguyên nhân cụ thể ảnh hưởng. Và nếu đó là ảnh hưởng đến thách đố về đức tin và làm sa sút về đức tin thì có những cái biện pháp nào để chúng con có thể cải thiện và có thể áp dụng cái mạng xã hội, vì đó là thành quả của khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng con nghĩ là nó sẽ có rất nhiều thách đố nếu người dùng, bạn trẻ dùng Facebook. Thì xin cha chia sẻ cho chúng con ạ. Con cảm ơn cha. Cha cảm ơn con rất là nhiều. Trong bài chia sẻ của cha thì cha có nói tới cái yếu tố tiêu cực mà điện thoại nó làm ảnh hưởng tới đời sống đức tin. Cha có nói tới cái là ví dụ như bây giờ các con bây giờ như thế này, hay là đang trong thánh lễ mà các con bỏ ra, các con nhắn tin cho người yêu, hay là các con lướt web, các con đọc những cái thông tin xã hội chẳng hạn, thì chắc chắn cái đấy nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống đức tin rất là nhiều. Thế còn nói tới cái truyền thông, truyền thông thì đến bây giờ chúng ta phải khẳng định là nó là một cái công nghệ mà giúp cho mọi người tiếp cận các yếu tố xã hội tôn giáo một cách nhanh nhất, một cách hiệu quả nhất. Cha lấy ví dụ như thế này thôi. Bây giờ đang truyền hình trực tiếp, cha nói như thế này thì không phải là chỉ có các con biết, và rất là nhiều người biết. Đây là một cái công nghệ rất là tốt. Nếu các con dùng các phương tiện truyền thông, điện thoại, Facebook mà để các con rao giảng lời Chúa, để các con ví dụ như bây giờ mỗi một ngày các con chọn một câu kinh thánh, các con đăng lên và các con lấy cái câu kinh thánh đó làm cái điểm tựa, và các con kêu mọi người chia sẻ, tôi thấy câu kinh thánh này rất là hay, ok, đó là một cách mà các con có thể áp dụng chính cái đời sống đức tin của các con vào công nghệ. Tuy nhiên lúc đầu cha con nói tới là về cái yếu tố tiêu cực, có nghĩa là cái yếu tố tiêu cực là ví dụ như bây giờ các con đang ngồi đây, cha đang nói như này, tất cả các bạn đang nói như đang ngồi nắng tai nghe về đề tài của chúng ta chia sẻ, nhưng mà chúng ta vẫn chơi game, chúng ta vẫn chơi bài qua điện thoại của chúng ta, thì đó nó sẽ là cái điều mà ảnh hưởng tới đức tin nhất. Hoặc là ví dụ như thế này thôi, các con lấy một cái ví dụ như thế này, cha lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ Sơ Duyên dùng điện thoại có dùng không? Chẳng may cha đang truyền phép, ví dụ như đây là mình thầy sẽ nộp vì các con ở bên dưới, thì cả một cái góc này nên người ta rất là khó chịu, và nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vấn đề tham dự thánh lễ. Thì đấy cũng là một cái mà nó là một cái mà làm cho đức tin bị ảnh hưởng. Chính vì vậy thường thường trong các nhà thờ lớn thì người ta đều để cái biển ở bên dưới kia là không được đội mũ, xin tắt điện thoại khi vào nhà thờ. Cha trả lời như vậy thì con thấy đã ổn chưa ạ? Cha trả lời như thế con thấy ổn chưa? Ok, cha cảm ơn. Vâng,
Nếu cảm thấy chưa ổn thì cho vài cái ví dụ đó là sẽ ổn. Còn ai tiếp đi? Còn... Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời chưa ạ? Vâng, bạn ấy còn thêm những ý nhỏ nữa. Vâng, lại tiếp tục mời cha. Ngày hôm nay thì Phúc Nhạc đã thu lại được rất nhiều những câu hỏi đúng như cha nói là thách đố dành cho những bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Vâng, những chủ đề mà chúng ta sẽ được cha giải đáp. Cha đọc tí là bây giờ đầu óc con rất bối rối, kính thưa cha đàng hoàng. Con và người con yêu nhau, con là con trai bên đạo, người yêu con là con gái bên lương. Nhưng bây giờ người yêu con có bầu trước, hai bên gia đình không ngăn cấm chúng con kết hôn. Bọn con sẽ tuân thủ các điều luật mà Hội Thánh đưa ra. Vậy thưa cha rằng bọn con có được tổ chức lễ cưới trọng thể hay không? Mong cha giải đáp cho con. Con xin cảm ơn cha. Trả lời ngay, trong giáo luật không cấm là có bầu không được làm lễ cưới. Cha trả lời luôn, trong giáo luật không cấm có bầu không được làm đám cưới hay là làm lễ cưới. Đây nào, cha nói về trong giáo luật nha. Giáo luật Công giáo chúng ta không có một điều luật nào quy định là có bầu thì các cha không cử hành lễ cưới cho đôi đó. Thế còn đám cưới dân sự đây thì giờ nó đẻ con nó vẫn bình thường. Đấy là xét về giáo luật nha. Nhưng mà có những cái luật gọi là luật địa phương. Ví dụ có những cha xứ cái việc mà chúng con có bầu to như thế này chẳng hạn, mà nên trên đây cả một nhà thờ trang nghiêm, giáo xứ rất là xuất sắc, làm một thánh lễ cưới rất là long trọng, thì người ta coi đây là một cái gương mù, gương xấu. Và cái phần này thì nó tùy thuộc theo cái sự ảnh hưởng của nơi giáo xứ đó, thuộc quyền của cha xứ nơi tại địa phương đó. Vậy thì cha trả lời lại, vậy thưa cha rằng bọn con có được tổ chức lễ cưới trọng thể không? Theo giáo luật thì bọn con vẫn có thể tổ chức lễ cưới trọng thể, nhưng mà theo luật địa phương thì tùy vào cha xứ sẽ làm trọng thể cho chúng con đến mức nào, có thể là ở ngoài sân, có thể là trong buồng áo, hoặc có thể trên dây cung thánh. Xin cảm ơn. Vâng, như vậy là một câu hỏi rất là thời đại đấy ạ, rất là thời A Còng của chúng ta ngày hôm nay. Câu hỏi tiếp theo cũng rất là nóng bỏng đấy ạ. Mời cha đọc cho cộng đoàn lắng nghe. Alo. Kính thưa cha, con có một trước khi hỏi cha, con xin hỏi các bạn. Trước khi hỏi cha, con xin hỏi các bạn, chắc 400 bạn trẻ ngồi đây, bạn nào cũng có điện thoại, mà bạn nào cũng dùng mạng. Thử hỏi chúng ta dùng mạng có bao nhiêu phần trăm là truy cập và tìm hiểu giáo lý về Chúa? Chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu? Đây là chúng mình tự hỏi nhau, có bao nhiêu phần trăm mà chúng ta dành cho Chúa? Tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm. Tôi được biết là Thánh Kinh 100 tuần là dạy về giáo lý lịch sử cứu độ. Cho nên tôi xin giới thiệu cho các bạn, chúng ta dành riêng một chút, cả ngày chúng ta dành riêng, nào là chat nọ chat kia, nhưng mà tôi đây chúng ta dành riêng một chút ít để tìm hiểu về Chúa, lịch sử cứu độ của Chúa. Tôi xin giới thiệu Kinh Thánh 100 tuần. Các bạn cứ tìm hiểu về đó thì các bạn không phải hỏi gì cả, tự các bạn phải tìm hiểu. Đấy là câu hỏi về giới trẻ các bạn. Con xin có một đặt vấn đề với cha, xin Đức Cha và cha ban trong giới trẻ, liệu có thể tổ chức một cuộc thi lắng nghe Kinh Thánh 100 tuần, và để cho bạn trẻ nhớ được đến đâu, để mục đích chúng con hiểu về lịch sử cứu độ của Chúa, có được không? Con xin hỏi lại là cha trưởng ban giới trẻ liệu có tổ chức, không những năm nay mà kể hàng năm, liệu cha có tổ chức cho chúng con cuộc thi tìm hiểu lịch sử cứu độ bằng cách nghe Kinh Thánh 100 tuần, xong chúng con nhớ đến đâu có phần thưởng hẳn hoi. Mục đích là để cho chúng con nhớ và chúng con trả lời được đến đâu.
Đấy là chúng con chỉ có mỗi một cái câu hỏi với cha thế. Con xin hết. Vì đọc sách, con chuyện viên này, đọc sách, con có biết là các cha được cuốn sách. Như hỏi trong các bạn ở đây, có bao nhiêu các bạn đọc hay là các cha phát về lại vứt đầu giường hay vứt xó, nó phí lắm. Như các bạn nghe kinh thánh 100 tuần thì ngồi tâm sự với nhau nghe được, nằm ngủ nghe được, con xin hết đấy, mất thời gian. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn câu hỏi cũng như là sự chia sẻ của bạn. Và con xin được mời cha. Cha cảm ơn con rất là nhiều. Con là người mà cha xếp vào vừa đá bóng vừa trọng tài. Có nghĩa là con hỏi cha nhưng mà con cũng đã giải quyết được phần nào. Chỉ có một cái đoạn cuối đấy. Thì con có nói với cha là cha có thể tổ chức một cuộc thi Kinh Thánh 100 tuần gì đó. Cha sẽ lắng nghe ý kiến của con và một ngày gần nhất đây cha trình bày với Đức Cha câu chuyện này. Nếu mà Đức Cha muốn cha sẽ triển khai. Một chút nữa cha sẽ xin điện thoại của con. Chắc là cái câu hỏi của con đấy con đã giải thích rồi nhỉ. Bây giờ có ai hỏi nữa không nhỉ để cha trả lời câu hỏi này. Con chào cha, chào mọi người. Cha chào con. Rồi, bạn hãy tự tin đưa ra câu hỏi của mình. Thưa cha, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa để góp phần vào công cuộc xây dựng của người và việc sản sinh ra các thế hệ sau. Để góp phần vào công cuộc xây dựng của Thiên Chúa cũng là một điều rất quan trọng. Nhưng mà hiện nay thì nhiều người có lối sống độc thân vui tính. Vậy thì giáo hội phải có những giải quyết gì đối với những người thích độc thân này ạ? Bác xin hết. Con có thể nói lại cho cha nghe cái đoạn cuối. Vâng, có vẻ như là bạn đang chuẩn bị bước vào hội FA gì vậy? Vâng, hội Forever Alone ạ. Vâng, và bạn ấy cũng chia sẻ rất thẳng thắn, đó là lối sống mà nhiều người xã hội hiện nay đang có cái tình trạng đó. Và tiếp nối đó thì chúng tôi cũng nhìn thấy rất nhiều cánh tay khác cũng đã sẵn sàng để giơ lên ạ. Ai đã có câu hỏi rồi ạ, giơ tay để phóng nhạc chuẩn bị chuyển mic cho các bạn ạ. Vâng, chúng tôi đã bạn này, bạn ấy hỏi câu hỏi như thế này. Thiên Chúa tạo dựng lên con người muốn cho con người, đại loại cho hiểu như vậy, sinh sôi nảy nở để cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ trong cái trào lưu xã hội đấy thì có những người sống độc thân. Vậy thì cha hiểu mà cha giải thích cái vấn đề này nó như thế nào. Sống độc thân thì trong đó có cha, trong đó có mấy sư ở đây, và cũng sẽ có một số người không phải cha, cũng không phải sơ, không phải thầy, mà vẫn chọn cái bậc sống đó. Như các con biết là cái này thì cha phải trở thành cái ơn gọi. Tất cả chúng ta đều có ơn gọi làm người và làm con Chúa. Nhưng mà trong cuộc sống đấy thì Chúa cũng ban cho mỗi người có những cái ơn gọi đặc biệt riêng. Nhưng mà cho đến bây giờ thì phần chung chia ra làm hai. Ví dụ như ơn gọi sống độc thân. Sống độc thân là như cha này. Thì mình định nghĩa ơn gọi là gì? Ơn gọi là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với một con người trong cái hoàn cảnh thực tế của người ta như thế này, làm một cái gì đó để công tác vào chương trình sáng tạo của Ngài. Thì ví dụ như các cha đây không đi tu, không lập gia đình, có ơn gọi là ơn gọi đời tu, thì Chúa ban cho chúng ta cái ơn gọi đó, Chúa cũng giúp cho các cha các sơ đây sống chu toàn tốt cái bổn phận, vai trò bổn phận của mình trong cái ơn gọi của mình để công tác vào công trình cứu độ của Chúa. Chúa gọi các con lập gia đình thì Chúa cũng cho các con có những cái vai trò bổn phận, có những cái khả năng
để các con sống tốt cái vai trò bổn phận của các con. Trong giáo luật thì không có nói tới là cái người sống độc thân ở bên ngoài không lấy vợ, lấy chồng thì nó có ảnh hưởng gì tới xã hội không, thì giáo luật không có nhắc tới cái đó. Tuy nhiên là chúng ta chỉ thấy cái là trong cuộc sống thực tế của chúng ta đây thì sao có ơn gọi đời tu, ơn gọi lập gia đình, và bây giờ có một cái trào lưu nữa ơn gọi độc thân. Nhưng mà không phải là chúng ta độc thân là chúng ta không cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đây là lời mời gọi của Chúa trong cái lĩnh vực độc thân của chúng ta. Chúng ta sống tốt cái vai trò bổn phận là độc thân để chúng ta góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải, xin lỗi, chúng ta cứ phải sinh con, đẻ con mới là chúng ta cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cha lấy một ví dụ như thế này, sinh con đẻ con mà đẻ ra 2-3 người nghiện ấy, thì chắc chắn là cái đấy chúng ta sẽ làm hỏng cái công trình sáng tạo đi rất là nhiều. Thế cho nên là câu hỏi của con thì cha trả lời là như vậy. Đây là ơn gọi của Chúa dành cho mỗi một người, mỗi một bậc khác nhau, và chúng ta tôn trọng. Và khi đã là ơn gọi thì chúng ta sẽ ý thức, chúng ta chu toàn tốt cái vai trò bổn phận của mình. Thì ở bất cứ một bậc nào, cho dù là bậc thợ độc thân, cho dù là lập gia đình, cho dù là ơn gọi tu trì, thì chúng ta đều cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa một cách tốt nhất. Có được không ạ? Cha thấy vỗ kiểu này là chưa được. Hình như có lẽ là chưa hài lòng phải không? Cha trả lời như vậy, cái bạn hỏi đấy thấy thế nào, có ý kiến gì nữa không? Các con ơi, chúng ta còn có 5 phút rưỡi nữa thôi. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, cánh tay của các bạn tiếp tục giơ lên để chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Dạ, con thưa cha. Vâng, thưa cha, con có một thắc mắc muốn hỏi đến cha, đó là về phần kết hôn giữa một người phụ nữ với một người đàn ông tân tòng. Vậy trước khi kết hôn thì hai người đã được bố mẹ ở nhà chồng cho phép người con này làm lễ cưới và tất cả học và làm lễ cưới ở trong nhà thờ. Nhưng mà theo luật của Việt Nam là lấy chồng phải theo chồng. Khi người phụ nữ này lấy người chồng tân tòng và ở và sống theo chồng thì phải sống ở nhà chồng, và mảnh đất của nhà chồng đấy hầu như là không có nhà thờ và rất hiếm có nhà thờ. Vậy người phụ nữ ấy phải làm như thế nào để đức tin của người phụ nữ ấy có thể duy trì được mãi ạ? Cho có thể là con cháu của người phụ nữ ấy nữa, và người phụ nữ ấy khao khát đến với Chúa nhưng mà thật sự là không có nhà thờ, thì người phụ nữ ấy phải làm như thế nào ạ? Cha cảm ơn câu hỏi của cha, câu hỏi của con đấy, và nói ít hiểu nhiều, cha sẽ hiểu nhiều hơn. Cái chị này chị gặp đúng cái thằng lạy Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ rồi. Đúng rồi. Bạn này, cha tóm tắt, bạn này bạn ấy nói là một người phụ nữ công giáo lập gia đình với một người không cùng niềm tin tôn giáo. Lúc đầu đấy thì anh ta sẵn sàng theo đạo, và gia đình của nhà chồng cũng sẵn sàng theo đạo. Nhưng mà sau đó thì anh ta về, anh ta sẽ không theo đạo nữa. Và một câu hỏi bạn này bạn đặt ra là cái quan trọng nhất là giáo dục con cái mình nó như thế nào. Bởi vì đây là bổn phận của người công giáo. Câu hỏi này là một mảng rất là lớn liên quan đến hôn nhân khác đạo. Đây là một câu hỏi rộng, nhưng mà cha xin trả lời vắn tắt như thế này. Trong cuộc sống chúng ta thấy nó như thế này. Khi mà yêu nhau đấy, cái này nó là một câu chuyện rất là đau thương. Và cha gặp rất nhiều các bạn rồi. Các con hay bị lừa. Có bạn nói là thưa cha, con yêu bạn gái người công giáo đây. Không phải là con yêu bạn đấy, con mới đến học giáo lý đâu. Từ còn bé nhà con gần nhà thờ là con đã mến đạo lắm rồi. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh con chưa cho phép con đến con học giáo lý, cho nên hôm nay cũng nhân cơ hội con yêu bạn gái của con đây.
và con đến học giáo lý. Xin cha no các thủ tục. Con học giáo lý bao giờ xong xuôi đâu đấy rồi? Cha làm nghi lễ rửa tội cho con hay ca nhập đạo cho con ở trên nhà thờ thật là ngon lành, rồi lúc đấy con mới tổ chức đám cưới. Thường thường các cha thì nghe thấy câu đấy thì cảm thấy thằng này nó chân thành. Nhưng cỡ cha nghe thấy câu đấy, cha bảo là tao chưa tin mày đâu. Bởi vì nó nhiều vấn đề lắm. Tại sao? Thưa như thế này, cái người mà tân tòng trở lại đạo cho đến bây giờ tính ra nó chỉ được khoảng 7% thôi. Cha mới thầy tuy đây làm việc cùng với nhau về lĩnh vực hôn nhân ở nhà thờ chính tòa Hải Phòng từ năm 2006. Đây cũng là những bậc tiền bối có kinh nghiệm nhất về cái vấn đề hôn nhân mà người ta xin rửa tội để theo đạo. Cha xin lỗi, nó chỉ được thực hành ấy, may ra được từ 7-10%. Còn bây giờ ví dụ như con xinh đẹp như thế này, con bảo anh nhà em là người công giáo, em muốn có một cái lễ cưới ở nhà thờ thật là hoành tráng, bố em nằm chùm, mẹ em nằm trương, chú em nằm cha, vân vân, em không có cách chọn lựa nào khác, cho nên là anh phải theo đạo. Nó đang yêu mình bảo nó nhảy xuống ao nó cũng nhảy, huống chi như chỉ có vài tháng đi học giáo lý. Nếu mà học giáo lý bây giờ ở nhà thờ Lâm Pháp, thầy tuy mới cha áp dụng học 3 tháng cả giáo lý tân tòng, cả giáo lý hôn nhân, còn nói về kinh dồn lại khoảng 2-3 trang giấy này. Thông minh như các con, bằng tuổi như các con, xin lỗi, học một tuần lễ kinh thuộc cả bìa. Ví dụ như vậy thì kiểm tra kinh thuộc, giáo lý thuộc, cái làm cái nghi thức gia nhập đạo cho anh ta, làm một đám cưới rất là hoành tráng. Nhưng hỏi là về người ta có sống hay không thì đó cũng cả là một vấn đề lớn. Cha chỉ nói là nó chỉ được từ 7-10% thôi. 100 bạn trai trở đại đạo thì chỉ được khoảng 7-10 người là giữ được và sau này theo đạo thôi. Còn đa phần là này Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được vợ, tôi thôi nhà thờ. Cha ở Nhân Nghĩa thì có một bạn chia sẻ mấy các bạn ở trong ca đoàn này là cha ơi, cha bảo chúng nó là đừng tin chúng nó nói, hoàn cảnh của con đây này rất là đau thương. Lúc đầu đến thề hứa đủ mọi thứ, nhà ở ngay cổng nhà thờ, nhưng đến bây giờ không cho đi lễ, không cho đi lễ. Cha gặp những trường hợp này nhiều lắm. Thưa cha, con chỉ cần nghe thấy tiếng chuông nhà thờ kêu là con đã khóc rồi, ở nhà ôm con khóc không làm gì được. Thì cha chỉ nói là thôi, con cố gắng giữ cái niềm tin của con là đủ rồi. Bởi vì trong những lúc như vậy, Chúa là người yêu thương con nhất. Con cố gắng sống thật tốt và giống như Thánh Môlica, khóc nhiều vào cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa biến đổi nó. Nếu mà Chúa ra tay thì sẽ được. Cảm ơn. Vâng, con thưa cha là còn rất rất nhiều những câu hỏi khác mà các anh chị cũng như là các bạn trẻ đã giơ tay đăng ký với MC Phúc Nhạc. Nhưng vì thời lượng của chương trình là có hạn nên là những câu hỏi của các bạn sẽ gửi lại cho ban tổ chức để chúng tôi sẽ gửi tới cha, và cha sẽ gửi những câu trả lời dành cho các bạn. Và chúng ta sẽ gửi lại câu hỏi của bạn cho ban tổ chức. Còn bây giờ sẽ là giờ phút cha ngắt lời một chút. Còn bạn nào mà có câu hỏi gọi điện trực tiếp 0984 944 213, 0984 944 213, bởi vì giờ hết giờ rồi. Xin cảm ơn các con rất nhiều. Vâng, con xin được cảm ơn cha rất là nhiều đã có những lời chia sẻ cũng như những lời giải đáp dành cho tất cả chúng ta. Và bây giờ xin được